Tâm lại tiếp tục có một sản phẩm mới tinh nữa, vừa về bên ô tô Di Tâm, đó chính là con i10 bản full hộp số tự động 2021, một đời chủ mua mới i10 Grand i10 1.2 số tự động 2021, xe chạy ít, rất là ít nha cô chú chị, vỏ lốp còn dày cui luôn. Form mới thì nó có 4 thắng đĩa ha, kể cả bánh sau cũng có thắng đĩa luôn nha cô chú chị, vỏ theo xe còn dày cui, xe chạy ít xịu à, quá mới nha quý vị ơi, mới lắm, 2021 ha, chạy lanh quanh mười mấy ngàn, được vô khá là nhiều đồ chơi ha, về che mưa, tay nắm cửa, cam lùi, thì tiền thân của nó là nó có đèn led ban ngày rồi nha cô chú anh chị, nước sơn riêng là 99%, hầu như là 100% luôn, chưa thấy tuốt lại chỗ nào hết ha, có một hai vết rầy rất là nhỏ nha cô chú anh chị nha, nó có đèn led ban ngày ở phía dưới gầm luôn ha, biển số 60A95303, xe này thì chính chủ, công chứng chưa công chứng luôn, sáng thứ hai hết lễ mới đi công chứng, Tâm mới nhận chiều hôm qua, hôm nay Tâm lập tức lên sóng cho quý cô chú anh chị mình coi ha, xe thì đăng kiểm còn tới tháng 10 năm 2023, nước sơn rim bên ngoài thì còn 99% nha, và không có một vết trầy vết mớp nào hết ha, một hai vết trầy nhỏ xíu ở trước cản nhưng mà không thành vấn đề, cái này khỏi tốt luôn, để cho nó được 100% nước sơn rim luôn, có cảm biến lùi đồ ha, có cam lùi, cảm biến lùi, chắc xe thì mới dữ lắm, rất là mới luôn, năm vỏ theo xe, gầm bệ mới tinh, cái máy trắng bóc luôn và không có một cái lỗi nhỏ luôn ha. Xe bên Tâm thì cỡ tầm này trở lên là bao chết hãng cho khách hàng hết nha, bao chết hãng toàn quốc, nếu như mà không đúng thì cứ gửi xe lại cho Tâm ha, xe thì khỏi phải nói, miễn bàn, khỏi chơi, quá mới luôn quý vị ơi, có cân bằng điện tử, có túi khí an toàn, có thắng ABS, tích hợp hoa lăng, cái hoa lăng mới nè, cái đường chỉ của nó còn đỏ ao luôn nè, mình nhìn hoa lăng thôi mình cũng đủ biết cái xe nó có mới hay không nha cô chú chị nha. Cái này thì bên Tâm bán là 298 triệu ha, 2021 cô chú chị ạ, và Tâm bán nhanh luôn cho nhà mình nha, 295 triệu, xe chạy hơn 10.000, sản xuất 2021, mới lắm, rất là mới, đợt này ta mua được nhiều xe mới lắm. Gương gập điện auto, máy 1.25, ốc tán, có mấy cái miếng bút chân inox nè, còn cái ghế này là ghế theo xe, có tì tai rồi, nói chung là xe mới lắm, trần nỉ nguyên rin, chưa có bọc 6D, rất là mừng, bản lời mới 7 màu, $395 triệu nha con chú chị nha, chốt luôn ha, 395. Xe này khỏi nói, bánh dự phòng mà hình như là chưa sử dụng, bánh dự phòng mà chưa có sử dụng nha cô chú anh chị nha, chưa có hạ xuống ha, mới lắm. Xe này là người ta mua mới trong hãng luôn nha, một chủ mua mới trong hãng luôn,
395 triệu ha. Bên Tam sẽ ha, hỗ trợ ký giấy ủy quyền hoặc là hỗ trợ rút hồ sơ cho nhà mình nha. Ốc tán đồ đàn nó 7 màu mới lắm cô chú chị ạ. Rất là mới. Tam thấy cái xe này là tam mê liền. Không có điểm nào để gọi là yếu khuyết gì hết. Vỏ theo xe còn rất là dày luôn. Để sao là còn mới hơi không? Đặc biệt là Tâm chưa có rửa gì hết nha. Tâm đang trang bị một cái bộ rửa gầm. Cái mà mua cái cầu năng á về để rửa gầm cho bà con mình cái xe cho sạch á. Nên vài bữa nữa là về xe nào Tâm về Tâm rửa sạch bóng hết. Rồi Tâm cho bà con mình nâng gầm lên để kiểm tra luôn. Còn hiện giờ thì Tâm đang đầu tư chưa, đồ chưa về. Xe mua nói chung là xe này hôm qua giờ là chưa rửa nước lạnh luôn. Mà được gặp người chủ họ kỹ về mình cũng mừng ha. Mua cái xe mà kỹ nước sơn riêng 100% gì rất là mừng luôn. Sơn riêng 100% mới tinh à. Đã không tán tuyệt vời. Chạy bao sướng luôn, im ru. Tháng 6, tháng 7, 2021. Vỏ lớp còn theo xe 5 cái nè, 2021 này không đúng rồi. 2021 chứ còn không là nó là, nếu mà không quá thì nó chỉ là 2020 thôi. Còn này nó giữa và cuối năm 2021, vỏ nó mới đi theo 2021 á. 4 tháng đĩa ABS luôn, túi khí an toàn, gương gặp điện auto, xe rất là mới, đèn led ban ngày, hộp số tự động, ô đô chạy chỉ có hơn 10.000 thôi, đồ đèn nó mới tinh, khóa thông minh, hoa lăng nó như một cái hoa lăng mới, hoa lăng cũ số nó mới lắm. Xe thật ha. Có cam trước, cam sau đầy đủ nha quý vị. Đèn trang bị thêm mấy cam trước nữa. Cam sau, cam hành trình đầy đủ. Có cam cặp lời nữa nè, 360 nữa nè, mà không biết có sử dụng được hay không. Cái đó chút nữa về Tâm khám phá riêng ha. Đó. Nó có gắn lắm, còn y đây nè. Tâm chưa gỡ là Tâm chưa khám phá nữa. Có thì mình được hưởng, không có thôi ha. Chứ đòi hỏi nhiều khi có một số bà con là nói tại sao bữa hổm giới thiệu có mà giờ không có. Tâm mua xe này Tâm thấy nó như vậy á. Và cái máy của nó anh nghe này, anh nghe này, nói luôn. Bán tải em bán hết rồi, đâu còn con nào đâu. Chạy qua lấy đi anh, mai qua lễ em giao sơ cho, cho em rút có rồi đó, đang gửi vô. Em gắn cái biển xe xét vô, còn nếu không thì để qua lễ lấy. Giờ qua lấy cũng được mà. Em đang quay video, chút anh điện lại cho nha. Đó, cục thắng ABS đó cô chú chị. Ốc bán mới, rơi mới luôn. Nắp cò chưa ra, chưa tháo nữa ha. Xe rất là mới nha cô chú chị nha, rất là mới. Ồ, cái máy nó 7 màu luôn. Xe này mà cô chú chị vô chơi nữa thì thôi, chỉ còn cách nữa dẫn xuống hãng mua xe mới luôn. Tâm bao cho nhà mình luôn, đều tìm một cái điểm khuyết, điểm yếu nhỏ nhất luôn. Tâm chịu trách nhiệm hết, không có một cái điểm yếu nào, không có điểm khuyết nào hết đó. Nó hoàn toàn cái mức độ mới tuyệt đối luôn. Cái này nếu mà tính phần trăm nó còn phải 97% trở lên. Bởi vì nó chạy ít, chưa có thay tháo bất cứ một cái gì, bánh xe chưa mở luôn. Còn cái máy của nó là 7 màu, im ru, không có một tiếng động nữa. Giá thành thì Tâm đưa ra, đèn đuốc của nó nè,
395 triệu. Con số chị cứ thấy phù hợp thì alo cho Tâm, ủng hộ Tâm nha. Xe Y10 tháng 7 2021 chạy hơn 10.000, mới lắm. Hộp số tự động, sơn rin 100%, chưa tốt một chỗ nào hết. Có một hai cái vết trầy rất là nhỏ, ví dụ như vết trầy đây nè. Đó. Mà Tâm cũng chưa muốn tốt nữa. Để vậy cho nó rin. Tốt lại nhiều khi nó mắc rin cũng tiếc. Còn cô chú anh chị thích thì Tâm tốt lại cho ha. Xe này thì nó mới, đừng có nói tới luôn, không có một cái điểm nào để chơi, để chỉ trích hết á. Bởi vì cái xe nó quá hoàn thiện rồi, nên chỉ còn một cái nữa là chờ cô chú anh chị tới rước em nó về thôi. Đồ chơi là bích bùng, full hết. Và chất xe thì khỏi phải nói, gắn độ inox rất là nhiều, được dán phim cách nhiệt, về che mưa, tay nắm cửa, cam trước, cam sau, đăng kiểm còn, vỏ theo xe còn vậy cui. Nước sơn rin 100%, không có vết trầy, trầy nhỏ xíu, có trầy nhỏ xíu. Đó, nhưng mà Tâm vẫn để luôn là chưa tốt chỗ nào hết. Và xe nhìn nó rất là mượt mà, đầy đủ đồ chơi, phụ kiện. Và xe này thì bản full rồi, nên không cần phải đầu tư hay là thêm gì nữa hết, bởi vì nó cũng đã đầy đủ hết rồi ha. Và Tâm chốt luôn cho quý cô chú anh chị là 395 nha. Đó, mong cô chú anh chị hãy ủng hộ Tâm và hãy đăng ký kênh ô tô Di Tâm để có sản phẩm về là mình là người biết trước và theo dõi trước, thì nó cũng có rất là nhiều cái lợi. Nếu mà mình không thích thì mình gạt qua, còn nếu mà mình có chú ý thì mình vô mình xem, mình giới thiệu cho người nhà bạn bè, hoặc mình tìm hiểu thêm về ô tô, giá thành, đời xe, giá trị nó như thế nào, thì nó cũng có cái hay và cái lợi ha. Và nếu cô chú anh chị có mọi thắc mắc gì đó thì anh hãy gọi điện theo hai số điện thoại là 0974 835522 và 0917 215512 đến ngay đại lý ô tô Di Tâm bên em, là được sở hữu ngay một trong những sản phẩm hiện có tại ô tô Di Tâm. Rất là nhiều sự lựa chọn cho quý khách hàng của mình nha. Tâm kết thúc video ở đây. Chào bà con và xin hẹn gặp lại bà con ạ.